Hello, chào các bạn, mình là JD và đây là đêm đi lễ hội đầu tiên của mình ở Đại học Stanford. Đúng là một trải nghiệm quá là khác với cấp 3, nhưng đó là cái đó, ok vào thôi nè. Các nhạc và sound effect mình sử dụng video này là đều từ Epidemic Sound. Và chọn video này. Hello các bạn, thì mình đang mua cái váy này nhưng mình không biết nó có vừa không nữa. Nhưng kiểu là mình cảm giác như là mỗi lần mình đi lễ hội mình đều mặc váy màu đỏ, nên kiểu là mình đã tiếp tục cái trend đó. Nhưng vì mình lên đại học rồi nên cái màu đỏ nó đã bớt sáng và nó đã thành màu đỏ màu này. Nên dạ, và mắt mình nó đang khá là đỏ. Nhưng bây giờ sẽ thử coi là cái này nó ổn không. Ok. Đây là thành phẩm của mình. Đó là cái váy nhìn cũng là hơi giống như là cái váy sinh nhật của mình, chỉ là đằng sau đó. Chẳng có gì á. Nó hơi vấn đề một xíu. Và mình đã mua thêm cái giày này. Giày cao gấp màu da. Mình không biết là mình sẽ bị té không nữa. Mình đã chọn cái 4 sao rưỡi với hơn 8.000 review. Nên mình mong là chân mình sau có trở thành như vậy. Nó nhìn giống như là mình không mang giày á, kiểu là cái giày nó cùng với cái màu da của mình á. Nên nhìn giống như là mình không mang giày nhưng mình cao được. Mình thành 1m7 rồi. Hình như 1m73 luôn. Và mình mua thêm cái kẹp này nữa. Nhìn quá là xến xúa luôn. Nhưng không biết có nhìn ổn nữa không nha. Mong là giữa đêm nó sau có rớt ra. Ok. Kiểu là mình nhìn khá là xến nhưng cũng không có xến quá. Kiểu là cái màu nó không có xến lắm. Nhưng nó là kim tuyến và mình sẽ đeo cái này. Rất là nhắc nhở mình đến prom. Nhưng mà ở đại học. Như năm trước xến hơn gấp 10 lần. Và không có biết gấp dữ dội vậy nào các bạn. Và sau đó thì mình đã đi ăn phở là vì mình quá là thèm phở ở Việt Nam. Hello các bạn, rất là lâu rồi mình đã ở Việt Nam, nhưng rất là nhớ. Nên hôm nay mình đã nhảy đến tiệm phở ngay trường để ăn. Dạ, rất là nhớ nhà. Om nhom nhom, quá là ngon. Và tiệm đã cho mình chè miễn phí. Kiểu mấy lần trước mình toàn là ăn với cái nhà xịn sò trước khi prom, nhưng hôm nay mình lại ăn phở. Nhưng mình đã gọi thêm cà phê nữa để kiểu là tối nay sẽ quá là năng động. Và đi shopping ở quán Palo Alto, nhưng ở đây cái gì nó cũng mắc thấy mồ luôn, nên chúng mình đã đi. Trời, các bạn biết cái áo này là 6 triệu lận đó. Nên mình đã sử dụng thời gian còn lại trước khi lễ hội để ôn thi cho kinh tế vĩ mô và vi mô. Hello các bạn, thì mình đã ổn hơn. Cái mắt mình nó còn hơi vấn đề. Đỡ thấy ghê như hôm qua, trời bệnh quá trời luôn. Nhưng thì cái váy mình thích mặc mình đã chuẩn bị cho đây. Lúp lúp. Đó là cái này, cái váy này ở đằng sau nó không có gì hết, nên mình phải dán cái gì đó lên đó. Nhưng mình đã kiểu là cột cái này lại và mình sẽ mặc cái này vào. Dạ, đó là cái đó. Mình đã biết rồi đâu, biết rồi. Ok, mình sẽ vào trong đây. Mình sẽ vào trong đây, sau một lúc mình đi ra thì mình sẽ kiểu là mặc cái váy vào. Hiểu không? Ok. Lúp. Và đây là váy của mình. Nó nhìn khá là sến và nó rất là kim tuyến. Và màu đỏ là mình thích nhất khi mặc váy, nên tất nhiên mình chọn váy màu đỏ. Dạ. Kiểu là rất là xòe luôn. Người nhảy sao xa. Dạ. Và sau đó là tiết mục make up, những phiên bản tèo hơn lần trước. Hello các bạn, thì bây giờ mình đang cảm giác hơi sến nên mình sẽ make up chút xíu. Mình sẽ không có make up như là hôm sinh nhật của mình hoặc là hôm prom đâu, nhưng mình kiểu là make up để cho mình nhìn bớt thấy ghê luôn thôi, tại vì bây giờ mình đang vẫn còn hơi bệnh mà. Vì mình đã lay bạc của phòng của mình. Dạ, mình cảm giác không có ổn lắm nên mình sẽ make up chút xíu để cho nhìn ổn hơn. Nhưng chút xíu được, hứa các bạn không luôn. Các bạn thấy tò mò là cái hội nghị này là cái mối cái tên gì, tự nhiên cấp 3 có prom mà tự nhiên lên đại học là có cái này. Thì cái kết thì kiểu đại học thì mỗi năm là có kiểu là một ngày cho mỗi lớp kiểu là có thể mặc đồ xịn sò xong rồi đi vào cái event này, nó gọi là formal, để nhún nhún nhảy nhảy. Mình nghĩ vậy thôi chứ không biết sao nữa, nhưng dạ. Không hiểu lý do tại sao mình bỏ nhiều công sức vào cái này nữa, nhưng kiểu có khi trong cuộc đời mình phải cảm giác sớm nhất xíu. Nên dạ, bình thường mình không có make up được các bạn. Và lần trước mình make up cho prom á, các bạn nói mình nhìn hơi thấy ghê. Nên là ok. Hay các bạn sao mà, ổn không? Đi học ở đây hơi ghê các bạn. Kiểu? Đi học ở Stanford rất là khác, đi học ở cấp 3. Kiểu, mình cảm giác vui hơn cấp 3, nhưng nó khó hơn cấp 3. Mình như hơi lem rồi á. Dạ, các bạn mình nghĩ lại á, trong thời gian đại học của mình mới make up 2 lần thôi. Đó là hôm Halloween và hôm nay. Là vì kiểu lên đại học á, mình rất là lười. Cảm giác mình thức dậy trễ hơn luôn á. Mình kiểu là mình cảm giác như là cái người mình nó lười hơn, hiểu không? Dạ. Và tình hình thì cái mắt mình hơi bị thấm. Tại vì mình ngủ không có được ổn lắm. Dạ. Cảm giác như lúc nào cái giấc ngủ của mình nó không ổn lắm. Mình cảm giác mình nên cải thiện điều đó. Nhưng kiểu mình phải làm nhiều thứ trong một ngày quá, nên mình nghĩ là đó là vấn đề và khiến mình không có nhiều. Nhưng một ngày mình nên ngủ 8 tiếng. Có khi mình làm gì mình cảm giác là mình sẽ cạo hết lông mày của mình ra. Mình không biết nữa. Kiểu hồi nhỏ có một thời mình lỡ nhổ nhiều lông mày quá, khá là ám ảnh. Và bước tiếp theo là cái này. Ồ, các bạn biết cái hồi nhỏ mình tưởng cái này là cái đồ cắt lông mi chứ không phải là cái đồ bấm lông mi cho nó cong. Chứ mình tưởng là mọi người bấm cái này lên để cắt cái lông mi.
Khác gì không? Và sau đó thì mình chọt chọt cái mắt mình chút xíu. Và đây là thành phẩm quá là đơn giản nhưng mà nghĩ là mình nhìn ok hơn. Sau mình đã tính thắt bính xong rồi gắn cái này vào, nhưng mà cảm giác nó nhìn quá là ngố nên mình đã tháo ra. Và mình đã mua cái này để mình gắn vào cái tóc của mình. Nhưng mình cũng mình không biết mình đã gắn vào cái nào, nó như là dài hả? Chắc chắn là nhảy nhúng cái là nó rất là lục. Nhưng ok, đó là cái đó. Hôm nay mình không có sến như là prom, nhưng mình cũng khá sến. Và cái mắt mình hơi đỏ, nhưng mà hợp với cái bầu váy mình đó các bạn. Và đây là thành phẩm của mình. Dạ. Để cho mình xem. Mình bật cái đèn tối hơn là chiếu. Cảm giác cái này nó nhìn đẹp hơn khi nó tối hơn nhá. Nó sáng sáng. Mình thấy mình nhìn hơi sến, nhưng mong là mình không có sến quá so với mọi người. Là vì mình không có muốn kiểu nổi bật mà sến. Đâu biết mọi người ở đây có sến nữa. Nhưng mọi người ở cấp 3 khá là sến. Đây, đó là cái đó. Sến. Khá là hức. Và mình nghĩ là mọi thứ sẽ khá là vui. Không biết nó sẽ vui hơn là mình đi ở cấp 3 không, nhưng mình nghĩ nó cũng khá là giống. Này kiểu là lớp 13 chứ không phải là lớp 12 nữa. Năm nhất đại học. Ok, đó là cái đó. Bye bye. Gặp các bạn ở đó. Bye bye. Ồ khoan, mình còn mang cao gót nữa. Chúng ta đi đó. Lúc và các bạn biết là trước mang cao gót là kiểu là quá là lâu luôn, nên mình mong là mình sẽ ổn. Hello các bạn, mình đã mang vài giày kia rồi. Nhưng mà cảm giác như là nó không ổn lắm. Kiểu như là nó mình nghĩ là mình sẽ bị té. Mình mong là mình không té. Kiểu là cái này đó nó bắt buộc mình phải đi thẳng luôn. Đi kiểu vậy nhìn ngố chết luôn. Ok, cái đó. Và phải biết cho các bạn xem video là chưa đăng ký kênh mình. Quá là buồn. Nên các bạn hãy bấm nút đăng ký để mình có thể vượt được theo dõi của TikTok gì. Và bây giờ chúng mình đi đến cái chỗ lễ hội thôi. Và mình phải mặc cái áo này. Tại vì mình quá là lạnh. Mình sẽ chết nếu mình không mặc cái này. Mình cái áo mình đó, nó hợp phải không? À cái đó. Và phương tiện di chuyển đã đến rồi. Lần này không có sến súa như là lúc học cấp 3 đâu các bạn. Nhưng không hiểu sao chúng Uber mà xe Tesla màu đen luôn. Quá là hợp. Và chủ đề cho lễ hội này thì là kiểu như là giải Oscar. Cho nên nó có những cái là kia hoặc thảm đỏ. Kiểu như là cái tình huống này nó quá là phù hợp luôn. So mấy cái ngôi sao từ lưu tùm lai giống như là ở Hollywood. Và đi bộ qua thảm đỏ và vào thôi. Nhưng thảm đỏ này nó nhìn hơi tèo so với các thảm đỏ trên Hollywood. Và mình đã gửi cái áo khoác mình ở đây. Please don't steal it. Đừng có ai cướp đó nha. Nếu bạn muốn tránh vô tình cướp nhạc bản quyền trong video rồi bị như vậy không? Thì các bạn đã hỏi các nhạc trong video này từ đâu mà tại sao nó sến dữ vậy? Và không bị dính bản quyền. Và câu trả lời là Epidemic Sound. Thì các bạn đã hỏi Epidemic Sound là cái mô cái tê gì? Mình sẽ giải thích trong lúc mình thay vai dù. Thì hình như 2 tháng làm như thay vai dù. Nên bây giờ mình sẽ thay vai dù. Thì Epidemic Sound là kiểu là cái trang mà mình đã biết cho rất là lâu rồi và khá là nổi tiếng. Blup, blup. Thì các bạn có thể xài nhạc ở trong đó mà các bạn không có dính bản quyền, là vì nó sẽ rất là phức tạp. Blup, blup, blup. Mình sẽ dùng cái màu vàng này đổi vai chút xíu, là vì tình hình cái phòng mình nó hơi hồng quá. Và các bạn biết sao không, ở trên Epidemic Sound thì có tận 40.000 các nhạc khác nhau các bạn sẽ dùng cho video, và có 90.000 các sound effect, và mỗi tuần có thêm nhạc mới trên đó nữa. Và nhạc ở trên đó phải gọi là quá là ngầu luôn, là vì các nhạc sĩ mà sáng tác các bài nhạc đó đều rất là ngầu, nó nghe rất là phê tai luôn á, và rất là phù hợp cho video. Và các nhạc sĩ mà làm nhạc cho Epidemic Sound đều kiểu là được trả tiền rất là công bằng, nhưng mà 50-50 luôn. Cái này là cái một nền tảng mà rất là quan tâm đến các nhạc sĩ, và kiểu là người dùng cũng rất là có ích khi dùng nữa. Và cho những bạn nào mà là nhà sáng tạo nội dung thì mình rất là recommend các bạn xài The Personal Plan, là vì nhạc sẽ dùng cho các nền tảng như là Instagram, Facebook, TikTok và tất nhiên YouTube. Và cho những bạn nào mà là freelancer hoặc là có kinh doanh nhưng mà muốn dùng kiểu là nhạc cho hình thức thương mại thì các bạn nên dùng The Commercial Plan. Và tất nhiên các bạn sẽ bật chế độ kiếm tiền cho các video các bạn mà không có sợ bị dính bản quyền. Blup, blup, blup. Và Epidemic Sound có tính năng nó quá là ngầu. Đây là EAR, E-A-R, Epidemic Audio Reference. Tìm đúng nhạc mà các bạn muốn rất là dễ dàng. Nhưng là các bạn có thể dùng một cái bài nhạc mà có sẵn rồi, các bạn có thể kiểu là dùng cái khúc mà các bạn thích, rất là thích từ cái nhạc đó. Rồi các bạn sẽ search Epidemic Sound nhạc tương đương với vậy mà không bị dính bản quyền. Và Epidemic Sound còn có app rất là dễ dùng. Các bạn có thể dùng nó kiểu như là chỉnh nhạc hoặc là chỉ là tìm nhạc rất là dễ dàng luôn. Hoặc là tìm nhạc theo mood mà bạn đang chỉ là muốn cái nhạc blup 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 dò. Nên rất là tiện, các bạn thấy như là nghe trong lúc mà. Và đó là cái đó. Mình đã bỏ các link ở dưới để các bạn có thể tham khảo. Dò. Và ngay lúc mình vào thì mình đã gặp các bạn của mình. Hello. Hi everyone. Và rốt cuộc thì mọi người ở đây mặc đồ cũng hơi giống như là kiểu là hồi đi prom cấp 3 nhưng ở đại học. Chắc bạn đã mệt quá nên nằm xuống rồi. Và ở đây có bàn đồ ăn nè các bạn. Woo. Không biết có gì thú vị để cho mình ăn không ha. Nhìn cái vẻ như là đồ ăn chơi thôi. Như đây có Oreo kim tuyến giáp vàng gì đó, nhưng mình nghĩ đây không phải là vàng thiệt đâu. Như đây các món như là bánh và phô mai và thịt nguội nữa. Nhìn không được hấp dẫn lắm nhưng nó cũng ok. Có đồ ăn là vui rồi. Như bên đây thì đồ ăn phải gọi là gần bị tiêu hủy hết rồi. Nhưng đĩa rau củ vẫn còn nguyên. Nên mình đã tạo đúng mấy cái bắp em bé này, vì kiểu là mình thấy nó ngon ngon nhưng mình thấy ăn nó cũng ok rồi. Và tình hình thì ở đây đang quá là đông.
Hồi nãy mới tới đâu có đông vậy đâu. Nhưng bây giờ mình đã hơi muốn một tiết mục chụp hình. Và ở đây có quá trời mấy cái giải Oscar giả này, mình sẽ tạo một em để chụp hình. Wow, các bạn thấy mình tạo dáng ngầu không? Mình kiểu mặc đồ đôi với cái thảm á các bạn. Và sau khi chụp xong thì mình đã bỏ nó lại như không chuyện xảy ra. Và sau đó mình đã khám phá ra là mình có thể lấy nó về được. Sau mình đã có một tiết mục chụp hình với các bạn nữa. Wow. Và sau đó thì mình đã phân vân là mình nên vào đây nhảy hay không. Và mình quyết định là lát nữa mình sẽ nhảy, nên bây giờ mình sẽ làm cái này khá là ngầu. Kiểu là hồi đó rất là muốn làm mấy cái đồ xoay xoay này mình xem trên TikTok á các bạn. À, kiểu là một trong những giấc mơ của mình đó các bạn. Nên mình đã nhảy lên và làm thử. Cho điện thoại này bước thì nó khá là đơn giản. Mới là kiểu là nó xoay 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 mình làm mấy cái dáng ngầu ngầu về. Và đó là cái đó. Ờ, hơn các bạn kia. Và đây là thành phẩm. Wow, cái thành công không các bạn. Ờ, nếu mà gặp về tình hình như các bạn, cái chân mình nó đang quá là đau. Nên mình đã ngồi đây nghỉ ngơi lao. Cái chân mình đang quá là đau. Yeah. Không ổn rồi nha. Mong là mình sẽ ok. 15 phút sau. Thì bây giờ mình đang quá là khát nước, nên mình đã tìm thấy cái chỗ có cái nước. Mình không biết cái đây là gì, nên hình như nước gì đó. Mình chẳng biết đây nước gì, nó đỏ đỏ và nó có kim tuyến ở trong đó. Uống cái nào đây, uống cái này đi. Cho các bạn uống nè. Nó là soda gì đó mà nó có vị dâu dâu và nó có mâm xô trong đó nữa. Và nó cũng ok, khá là sáng khoái. Ok, uống sparkly. Không biết uống có an toàn không nha. Nhưng hình như ta xài cùng kim tuyến với Oreo lấp đánh ấp ánh. Mình mong là nó ok. Và ở ngoài này quá là lạnh nên bây giờ mình đi quay lại trong nhà đây. Đi vào thôi. Thì các bạn nhớ hồi nãy mình phân vân là mình nên vào nhảy hay không. Và rốt cuộc thì mình đã quyết định vào nhảy. Ở trong này biết bao nhiêu người nha, nhưng nó hơi bị nhiều người đấy. Mong là mình sẽ không có bị đè vậy. Là vì mình nhớ 2 năm trước mình đã bị đạp lên và nó quá là đau. Wow, và mình đứng ngay DJ luôn, kiểu là nhìn người ta làm nhạc, nhìn ngầu ngầu không các bạn. Lúc kiểu nhạc rất to nổi mà bây giờ cái tai mình nó không có cảm giác bình thường chút nào luôn, nhưng nó vẫn hoạt động. Thì lúc đầu mình cũng đâu có tính vào đây đâu, nhưng bây giờ mình thấy vào đây nó vui quá chết luôn. Kiểu là các nhạc người ta chơi nó rất là phù hợp và nó làm mình rất là vui. Và nói chung mình có cái chiêu đấy là đứng ngay cái mép để mình không có bị đè dẹp. Kiểu là đứng ngay giữa rất là ngộp thở và kiểu là có khả năng lớn mình sẽ bị đạp lên. Nhưng đứng ở đây thì rất là phù hợp. Các bạn nên thử làm vậy. Và kiểu là ở đây cùng với các bạn của mình cảm giác rất là hạnh phúc. Và nói chung mình học đại học thì mình có thể gặp được các bạn rất là tốt bụng. Và mình rất là vui để có các bạn. Nhưng thôi bây giờ cái chân mình đau quá rồi nên mình đã bỏ cuộc. Và sau khi nhảy xong thì mình đã quay lại cái đồ xoay xoay này để kiểu là làm với các bạn. Và rất chờ đợi thì mọi người đã nhảy nhún nhún nên mình đã nhảy nhún theo luôn. Nhưng mình nhìn kiểu là hơi bị ngố các bạn. Và đây là một trong 2 bạn cùng phòng của mình. Thấy luôn. Nói chung cái khả năng nhún nhảy của mình nó hơi bị bất thường chút xíu. Thôi mình nên dừng. Nhưng cuối cùng thì cũng đã đến lượt của chúng mình rồi. Nên chúng mình đã nhảy lên và đứng kiểu là để lưng như vậy nè. Xong cái điện thoại mình thì nó ở trên đây. Xong rồi nó xoay vòng vòng cho lúc chúng mình nhảy. Trời, sức nữa té luôn. Nhưng sau khi xoay mấy bao nhiêu vòng thì thành phẩm không biết có ổn không nha, bây giờ phải xem. Và rốt cuộc thì nó cũng ổn chấm hỏi. Và đây là thành phẩm. Và kiểu là giữa chừng nó bị hư nên nó đã xoay một cách quá là lăng cu đeo luôn. Mình đã tạo thêm một cái Oreo dưới vàng bất thường nữa. Và mình đã khám phá ra là ở ngoài đây có nguyên một khu vực thức ăn nữa. Ok, để mình làm trò này, hai hôm nay mình có một quả dao xong tránh là một cái cây. Và ở đây có nguyên một cái suối sô-cô-la luôn, quá. Chấm dao vào. Kiểu là làm dao giống như là mấy cái dao phủ sô-cô-la, quá là ngon. Nhưng ăn xong thì trời ơi cái răng của mình. Giờ sẽ thử kẹo marshmallow chấm sô-cô-la và quá là ngon. Hơi tí đường xíu thôi. Giờ sẽ thử chấm pretzel với sô-cô-la. Bloop. Và nó quá là ngon. Nhưng khi mình nghĩ lại thì bao nhiêu người đã đụng vào cái suối sô-cô-la này rồi ha. Chắc chắn là nó không có sạch chút nào luôn nha. Và sau đó là tiết mục chụp hình photo booth. Và nói chung hình này nó quá là không hiểu có bao nhiêu. Các bạn hãy đếm có bao nhiêu người nè. Cái bình luận là trong hình này có bao nhiêu người trong đây. Chắc. Wow, áo mình vẫn còn ở đây. Nếu ai mà cứu cái áo quý mình chắc mình quá là buồn luôn á. Chân của mình. Và bây giờ mình đi đây. Ok, chào các bạn. Bye. Và đây là mình ngày hôm sau, quá là cicada. Và mình đã giải quyết cái sự cicada của mình bằng cách ăn mì ramen. Quá là ngon. Và đó là một buổi đi Stanford Prom của mình. Và các bạn đừng có quên hãy download Epidemic Sound và đăng ký cho Epidemic Sound. Là vì các nhạc trong đó rất là ngầu. Và các bạn có thể nghe các nhạc trong đó trong video này, các bạn thấy rất là ngầu không? Quá là ngầu. Cách đăng ký quá là dễ, các bạn chỉ cần chỉ là bấm vài nút. Như là bấm cái này, bấm cái này, bấm cái kia. Xong rồi chỉ là đèn mấy thứ. Thì các bạn có thể có các nhạc quá là ngầu để dùng.
Và có cái này quá là hay, thế là những bạn xem video này có thể có 7 ngày miễn phí. Wow! Các bạn hãy bấm vào cái link ở dưới cái phần mô tả đấy, các bạn có thể có được cái 30 ngày miễn phí đấy. Và khi các bạn dùng cái 30 ngày miễn phí đấy thì các bạn có thể kiểu là dùng thoải mái luôn. Các bạn có thể cancel sau 30 ngày đó nếu các bạn muốn, các bạn không cần trả tiền. Và mọi thứ các bạn đều dùng với cái 30 ngày miễn phí đó đều được kiểu là bao trở. Để các bạn đừng có lo bị bán quyền, nó là mọi thứ sẽ ok. Nếu mà các bạn nào làm video thì hãy dùng thử, các bạn đừng có mất mát gì đâu. Các bạn chỉ cần tải xong rồi đăng ký. Ok, đó. Bye bye.